bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Coco Farm của Sống Vườn Liên. Các bạn thấy cái gì? Hôm nay là cái cây ớt siêu to khổng lồ của Vườn Liên. Đây là hàng hiếm và hàng quý đó các bạn. Đó, đây là ớt chỉ thiên nha, ớt giống Việt Nam mình á. Ớt này à, mình đi kiếm ngoài chợ mình mua cũng rất là khó đấy. Nay bự khẩy không? Đó, có cái giỏ mini á, xin đồ các kiểu. Nhân tiện hoài lên hái ớt thì sẽ ngồi kể chuyện cho các bạn nghe về cái sự tích cây ớt của Vườn Liên. Đây là cây ớt hiểm mà Liên không có trồng đâu. Thì một ngày buổi sáng đẹp trời, cái Liên đi ra ngoài, Liên dậy sớm uống cà phê, Liên lang thang vườn, cái Liên thấy có mấy con chim, cái nó bay ngang qua cái khu này nè, cái nó thả mấy cái hạt ớt xuống dưới đó. Cái xuống tự nhiên thì Liên cứ tưới nước cái cây ớt nó lên, cái giỏ lên to cỡ này nè, đó. Đây là sự tích cây ớt hiểu quá nhạt nhẽo đó. Thật sự là Liên không trồng đâu mà thật sự là nó tự lên đấy các bạn đó. Nó lên tốt chưa? Hôm nay Liên sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài thuốc từ cái cây ớt làm giúp mình giảm các triệu chứng đau về xương khớp này, đau đốt sống cổ, đau lưng do mình lùi vận động này, mình ngồi một tư thế quá nhiều này, mình lao động tay chân nhiều, mình ngồi văn phòng mình không có quay lại, mình cứ ngồi một tư thế nó sẽ làm đau cái quá trình mình làm việc nó cứ kéo dài như vậy thì nó sẽ làm cho mình đau hết cái bờ vai này, đau từ trên cái cổ này đau xuống này, đau kinh khủng khiếp lắm. Thì hôm nay Liên sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài thuốc làm rất là đơn giản từ cái cây ớt giúp mình giảm các triệu chứng đau như thế vậy. Thì mình sẽ đi hái cái lá ớt xong rồi cái mình rẽ ra, có hai cách. Thì cách đầu tiên là mình sẽ hái cái lá ớt, xong rồi mình hái những cái lá gọi là lá trưởng thành, nó không quá non cũng không quá già, giống như những cái lá như thế vậy nè. Lá già thì các bạn biết rồi, nó đổ màu vàng là lá già, còn lá non thì là những cái lá trên cái búp của nó nè. Còn đây là những cái lá trưởng thành, mình hái tầm một nắm, sau đó mình giã xong bắt đầu mình cho vô chảo mình đảo, thì lúc đó mình cho thêm muối hột, xong rồi mình vô mình đảo cho nó nóng cái muối hột thôi, xong rồi mình đổ một ít rượu trắng vô, mình đảo chút xíu nữa mình tắt đi. Xong rồi mình để cho cái hỗn hợp đó nó ấm lại, chứ đừng để nó nguội hẳn nha. Mà cũng đừng có để là lúc mình mới xào mà mình đắp luôn là mình sẽ bị phỏng cái da mình. Và khi mà nó ấm lại cho mình đắp lên cái da, mình chườm lên chỗ cái vai mình này, hoặc cái lưng này, đó, mình chườm lên thì nó sẽ giúp cho mình giảm những cái triệu chứng đau xương khớp. Rồi một ngày thì mình làm 1 đến 2 lần thì mình có thể tái sử dụng cái hỗn hợp đó trong cái ngày hôm đó. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai đơn giản hơn đó là các bạn lấy lá ớt, các bạn không cần phải giã, các bạn cho vô chảo, các bạn xào cho nó nóng cái lá ớt, xong rồi đổ ít dầu ô liu vô, nhớ dầu ô liu nha, xong mình xào cho nó nóng lên, xong bắt đầu mình cũng tắt bếp, mình để cho nó hơi ấm ấm rồi mình đắp lên đó. Là cái đó nó sẽ trị cho mình đỡ bị đau cái vai gáy cổ này. Liên cũng làm rồi, Liên thấy nó cũng khá là hiệu quả. Ngoài ra mình phải kết hợp với thể dục thể thao buổi sáng, mình vận động cơ thể, mình dậy mình vươn tay vươn chân, mình đi ra ngoài mình hít thở không khí trong lành buổi sáng đó. Rồi ăn uống điều độ, nghỉ ngơi điều độ nữa, tại vì giới trẻ mình cũng lười tập thể dục, đặc biệt là Liên nhá, Liên cũng vậy mà Liên cũng lười lắm. Cho nên giờ Liên cũng phải thay đổi cái thói quen xấu này đi, mình phải tập cái thói quen tốt, cái tính kỷ luật tốt thì mình mới trưởng thành được đó. Rồi ngoài ra thì ớt thì nó cay, đặc biệt là Liên rất thích ăn ớt hiểm, mình sẽ làm gia vị mình nấu nó rất là ngon. Và cái lá ớt nha, cái lá ớt, cái đọt ớt ấy, mình xào với thịt bò cũng ngon này, mình nấu canh tôm cũng ngon. Và lá ớt nó có nhiều cái tác dụng lắm, chống khuẩn này, giảm cholesterol này, tốt cho hệ tim mạch này. Rồi trong lá ớt nó có nhiều cái vitamin C và tiền chất vitamin E, nó giúp cho cái mắt mình nó sáng, nó giảm cái quá trình lão hóa của mắt mình. Mình bị mụn nhọt, bị côn trùng cắn thì mình cũng giã cái lá ớt này mình đắp vô nó cũng dẻo đấy các bạn. Không, tính ra cây ớt này là trong những cái vị thuốc rất là tốt và quý, nên là mình mỗi nhà mình nên trồng một cây ớt. Liên xin kết thúc video tại đây. Liên cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thương, đồng hành, ủng hộ kênh Coco Farm Cuộc Sống của Liên rất nhiều. Các bạn hãy cho Liên một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ Liên với nhé. Và đón chờ những cái video tiếp theo của Liên. Thật sự là hôm nay Liên rất là cao hứng khi mà Liên đi ra vườn lên hái ớt để trưa Liên nấu cơm với Liên ăn á. Thì Liên thấy cái ớt của Liên nó đẹp quá và Liên đang bị đau cái vai gáy nè. Thì Liên giới thiệu với các bạn tới cái phương thuốc, bài thuốc mà Liên đang làm. Hy vọng là sẽ giúp ích cho tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye. Ớt đã chưa? Ngon chưa?